Xin chào các bác, các anh, các quý hàng đang xem video. Đó. Hôm nay em có bàn giao một chiếc Komatsu HT2847. Số sàn nợ cơ bản. Tay lốp rất đẹp cho khách hàng. Bảo dưỡng mô này. Còn còi xi nhan dù có đủ. Đó. Em bàn giao cho khách hàng về sóc sơn Hà Nội. Xe làm cực kỳ ngon luôn, rất ngon và rẻ, hơn 100 triệu một con xe. Chạy cực kỳ thích luôn, nổ phát này lưng ngay, chốt luôn trong một đốt nhạc. Giờ này em đang kéo kho để cho khách hàng. Quả lốp rất đẹp luôn. Đấy, chiếc này đã sơn qua rồi. Đang chờ lên xe để đi về luôn. Ngoài chiếc này thì bãi bên em còn nhiều xe lắm. Đó, chợ Sơn Đăng Quang Lê. Đó, địa chỉ ở phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Tân Thành, tỉnh Quảng Ninh. Đối diện là nhà Nhật Quang. Đó, bãi bên kia là một bãi gần 100 xe luôn. Đó. Ở địa chỉ mặt đường quốc lộ 47 luôn, mọi người dễ tìm kiếm. Đó. Bãi gần 100 xe loại nào cũng có. Tải từ 1,5 đến 4 tấn ạ. Đó, xăng dầu có đủ. Các bác có nhu cầu thì xin mời liên hệ với em qua hotline số 037 987 5765. Em để phía dưới góc hình. Các bác có nhu cầu thì xin mời liên hệ và nhắn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp, em tư vấn cụ thể. Đó, tầm tiền nào cũng có. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nếu các bác thấy video hay thì cho xin một like, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới video của em. Xin chào các bác.